Ông này, ông làm cái gì vậy? Dạ, xin lỗi cô. Gì Út? Hả? Có đứa nó theo em. Ồ. Có ai ở đâu? Rõ ràng nó theo em tới trong sân á. Mà mày biết nó là ai không? Là Quắc Hà. Mỹ Đen hay Mỹ? Việt Nam. Rủ nó là Tàu là Phi hay Đại Hàng thì sao? Dễ mà anh hai, da vàng mũi tẹt, ra đường gặp ai cứ nhìn nhìn là Việt Nam à. Mày nói gì kỳ? Gì đâu kỳ. Việt Nam mình qua đây á, kẻ trước người sau cách nhau cũng 5-10 năm. Ra đường phải nhìn nhìn để kiếm người quen chứ. Nhưng mà sao mà mày biết chắc là nó theo dõi mày? Sao lại không biết anh hai? Nó theo dõi em nhiều lần lắm rồi đó anh à. Anh không biết chứ, lần đầu tiên mà nó theo em á là ở trong Phước Lộc Thọ đó. Bữa đó em vừa vô tới, anh hai biết không? Trời ơi, nó nhìn em chọc chọc thấy sợ vậy đó. Lần thứ nhì, ở trường Anh ngữ lớp học vừa tan, em bước ra cửa, em cũng thấy nó nhìn em nữa. Hồi chiều này, em với con Nga vừa tan hát ra, em với nó đi lại mua đồ ăn, thì cũng thấy người đàn ông đó nữa. Anh biết không, em lật đật em kéo nó đi về nhà. Em bước nhanh á, thì nó bước nhanh. Em qua bên mặt á, thì nó qua bên mặt. Em qua bên trái á, thì nó qua bên trái. Như vậy không theo dõi em thì còn gì nữa. Rồi mày lên xe mày về rồi nó cũng lái xe theo mày hay sao? Chứ sao, em với con Nga lên xe chạy một đổi rồi á, em nhìn lại đằng sau vẫn thấy nó lái xe chạy theo em. Về tới sân nhà mình em vô em cũng vẫn thấy nó đó. Tao có thấy ai đâu. Mà người ngợm nó ra sao? Nó hả? Nó say rượu hả? Không, nó không có vẻ gì say rượu hết. Nó đi đàng hoàng lắm. Hay là du đảng? Không, không có vẻ du đảng đâu. Ừ, vậy thì nó ra làm sao? Nó coi cũng được trai. Khoảng mấy tuổi? Nó sắp xỉ tuổi em, hay lớn hơn em vài tuổi là cùng à. Coi được trai. Nó sắp xỉ tuổi mày, mà nó theo dõi mày. Có sao không anh hai? Sao anh cười? Coi đàn ông con trai, nó ra ngoài đường nó thấy đàn bà con gái, đứa nào hợp nhãn nó thì nó theo chứ có gì lạ đâu. Nó chịu mày rồi đó. Nó chịu em hả? Còn gì nữa. Đàn bà con gái có chút ít nhan sắc, đi ra ngoài đường có một mình thì lẽ dĩ nhiên có đàn ông con trai nó theo chứ có gì lạ đâu. Bộ anh cũng vậy sao? Dĩ nhiên. Nè, có khi tao còn theo tới nhà nó là khác. Nó vô tới rồi đó. Để tao coi. Nó có cầm cái nón. Đúng nó rồi đó. Em nói đúng. Thằng này mặt mày nó cũng sáng sủa đó. Em phải làm sao anh hai? Mở cửa mời người ta vô. Thôi em không mở, anh mở đi. Trời ơi, nó theo mày cho bộ theo tao sao? Không, kỳ cục lắm. Để anh lánh mặt cho em tiếp khách. Anh hai, đừng đi anh hai. Ở đây với em, đừng bỏ em một mình. Làm gì mà em sợ dữ vậy? Bộ nó ăn thịt ăn cá gì em sao? Út à, em đã hơn 40 tuổi muộn màng lắm rồi. Tại sao em còn nhút nhát quá vậy? Nè, em phải nhân cơ hội này làm quen với một người bạn trai đi. Anh nghĩ là nó muốn làm quen với em thôi à. Anh thấy nó cũng đàng hoàng lắm chứ. Rủi nó đàng hoàng bề ngoài không thì sao? Đừng có lo. Nè, bây giờ anh hai vô trong bếp. Anh hai đứng núp gần sát bên này. Em ở ngoài này cứ giật tiếp nó đi. Nếu nó đàng hoàng thì thôi. Nếu nó cài chớn á, em la lên một tiếng thì anh hai nhào ra liền.
Nhớ nghe anh hai em... Có cái gì anh chạy ra liền nghe anh hai. Ừ, em đừng quên, anh hai của em giỏi đầy mình nè, thấy không? Qua bên này chỉ có hai anh em mình thôi, anh đâu có để cho ai hại em. Đứa nào mà nó muốn hại em á thì anh thí mạng với nó đó. Nhớ nghe anh hai. Được rồi. Chào cô Út. Anh hai, nó biết tên em. Hả? Cô nói... Tôi hả? Mà sao không biết tên tôi? Tôi còn biết nhiều hơn nữa. Vì từ lâu tôi có hỏi thăm về cô, tôi sẽ giải thích sau này. Bây giờ tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ vườn cây ăn trái ở Anaheim. Ý, bộ ông tính mướn tôi làm vườn hả? Không không, không phải vậy đâu. Tôi tính gặp cô để nói một chuyện khác. Nó bắt đầu từ tấm hình này. Hình tôi? Anh ơi, nó có hình em nữa. Cô nói nói gì vậy? Hình tôi? Không. Sao ông có hình tôi? Không, không. Xin cô Út nhìn kỹ lại coi. Không phải. Sao lại giống tôi quá? Nhưng mà tôi đâu có ăn mặc sang trọng và đeo nữ trang như vậy. Không phải hình của Út đâu. Ai đây? Đó là vợ tôi. Hả? Anh ơi, nó có vợ rồi. Hả? Cô Út nói ông có vợ rồi, sao còn đeo đuổi tôi làm gì nữa chứ? Không, cô Út, tôi muốn nhờ cô thay thế vợ tôi thôi. Chuyện giản dị lắm mà, không có gì đáng sợ đâu. Hả? Ông muốn tôi làm vợ ông? Không phải vậy đâu. Thật ra tôi muốn nhờ cô Út làm mẹ cho con tôi thôi. Cái gì? Tôi là mẹ? Không phải, không. Đừng, dạ, đừng, ông đừng tới gần tôi. Đừng, đừng, anh hai, anh hai. Anh tới đây. Yên Chí, để đó tao. Nè, thằng kia, mày dám làm cho em tao sợ hả? Dạ. Mày muốn gì? Ông này điên, điên rồi. Để anh tính cho. Ra khỏi đây. Ra khỏi đây ngay. Dạ, xin lỗi đã làm phiền ông và cô Út. Nhưng nếu tôi rời khỏi nhà này mà không chịu nói rõ làm sao tôi lại theo dõi cô Út từ đầu và có mặt tại nhà này hôm nay, có lẽ tôi khổ sở lắm ông à. Đừng, ông đừng nói gì hết. Dạ, tôi không muốn nghe ông nói. Dạ, gì nhưng hết mà tôi... Ông đi ra khỏi nhà tôi. Tôi kêu cảnh sát bây giờ. Tôi biết gọi rồi, tôi kêu 911 đó. Út à, bình tĩnh đi, có anh hai đây, em đừng có sợ. Ngồi xuống đây. Nó nói đúng. Cứ để cho nó nói câu chuyện của nó coi ra làm sao. Rồi nói đi. Dạ thưa, câu chuyện bắt đầu là... Tôi không chịu nổi rồi. Tưởng qua đây là thoát được cảnh làm nô lệ cho anh với công ty. Không ngờ anh càng giàu, cuộc đời tôi lại càng thêm tối tăm. Quyên à, anh tưởng là em cảm thấy sung sướng hơn bất cứ người đàn bà nào khác chứ. Tại sao lại gọi là nô lệ? Sung sướng. Tờ mờ sáng tôi phải thức dậy lo điểm tâm cho anh. Anh đi làm, tôi lại lon ton xách trái cây và đồ ăn vô nhà thương thăm công ty. Trưa về, tôi phải lo nấu nướng cho anh. Xế chiều, tôi lại trở vô nhà thương với công ty. Anh đi hỏi hết mọi người coi, có người tù nào mà sống sung sướng khi bị giam giữ giữa bốn bức tường hay không? Quyên à, anh tưởng là em cảm thấy hạnh phúc khi lo cho chồng, cho con chứ. Thứ hạnh phúc của loài chim bị nhốt trong lòng, tôi không ham. Em giúp anh một tay để xây dựng nên sự nghiệp giàu có như hôm nay, em không hãnh diện sao? Hãnh diện? Một con mụ nấu ăn, một bà nuôi bệnh ở nhà thương, hãnh diện lắm chứ anh. Quyên à, em đừng quên công ty là con ruột của chúng mình. Phải, chính nó là con ruột, chứ là con nuôi hay là con ghẻ thì sức mấy giữ nổi tôi 3 tháng trời trong nhà thương với nó. Tôi nói thật với anh, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chán nản lắm rồi, anh biết chưa?
chồng thì lo làm giàu, con thì đau ốm què hoặc mất trí nhớ. Tôi còn ở đây ngày nào tôi sẽ vô vào thương viên luôn. Quyên, như vậy là em quyết định thoát ly. Em à, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh hỏi hơi thừa. Anh cứ chờ đi, anh sẽ nhận được giấy tờ ly dị và chia của tôi do luật sư gửi lại một ngày rất gần đây. Ok. Kìa, Quyên. Và cho tới bây giờ, mẹ cháu đã cố tình không còn bao giờ về gặp cháu nữa. Như vậy là ổng không muốn cho con nhỏ nó biết là mẹ nó đã bỏ đi. Và khi cháu xuất viện về nhà vẫn còn có mẹ, phải không? Dạ thưa phải. Theo lời bác sĩ trị liệu bệnh tâm thần cho biết thì chỉ có tình thương của người mẹ mới làm cho cháu bình phục hoàn toàn mà thôi. Và ông muốn người đó là tôi. Và thực ra tôi chưa từng bao giờ có ý định kỳ lạ như vậy, cho đến khi tình cờ gặp cô Út giữa đường. Mà dầu em tôi nó có giống vợ ông cách mấy đi chăng nữa, cháu tôi năm nay nó đã 17 tuổi rồi, làm sao nó có thể làm được em tôi là mẹ nó. Và thưa ông hai, khi con tôi lâm bệnh thì nó đã mất trí nhớ. Mặc dù bây giờ đã bình phục nhưng trí nhớ vẫn còn yếu lắm. Có khi nào cháu hỏi ông tại sao mẹ cháu không vào thăm hay không? Thưa có, nhưng tôi đã nói dối với cháu rằng là mẹ cháu đi Pháp và sẽ trở về thăm cháu khi cháu xuất viện. Vậy còn bà con bạn bè thì sao? Chuyện đó cũng giản dị thôi. Nếu bất cứ ai hiểu rằng cô Út là giả thì tôi đâu còn lý do gì để giấu sự thật nữa. Và họ phải hiểu rằng tôi chỉ vì thương con tôi thôi mà tôi phải làm như vậy, và họ chắc chắn sẽ giúp tôi. Rủi cháu Ti biết được thì sao? Thì cháu cũng phải hiểu, tôi làm như vậy là vì thương cháu. Và đó cũng là nguồn an ủi của cháu khi cháu biết rõ sự thật về người mẹ của cháu. À, tôi hiểu rồi. Vậy thì ông cứ việc thử đi, có mất gì đâu. Dạ mất chứ. Mất gì? 15.000 đô. Sao vậy? Dạ, đó là số tiền tôi riêng tặng cô Út, nếu cô Út nhận lời. 15.000 đô? À, anh tính đem tiền ra để mà... Dạ không, đó là số tiền nho nhỏ tôi riêng tặng cô Út. Nhưng không phải tôi trông cậy vào số tiền đó. Điều tôi trông cậy là lòng tốt của cô Út. Ý quên, để em rót nước pha trà cho khách nha anh. Đi đi, ai cũng khát nước rồi. Ông hai à, ông nghĩ sao? Ông có nghĩ rằng là cô Út có thể nhận lời không? Tôi không biết. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn để cho em tôi nó làm chuyện đó. Kìa, ông hai. Ông ba cũng không được. Tôi nói cho ông biết rằng dầu cho em tôi đó duyên số nó có muộn màng đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn mong có một ngày nó được làm mẹ, mà làm mẹ thiệt. Bây giờ ông tới đây ông bắt nó làm mẹ giả. Ông không thấy sự chua xót của em tôi nó phải chịu sao? Anh hai ơi. Gì? Vô em nhờ anh chút nè. Nhờ gì? Nhỏ này thiệt là lốn sổng. Chuyện gì Út? Thì chuyện của ông Tuấn nhờ em đó anh hai. Bộ em chịu rồi hả? Em chịu gì 15.000 đô? Anh hai ngồi đây em nói cho anh hai nghe nè. Hai anh em mình mới qua đây, biết chừng nào mới có dư 15.000. Cho nên em tính như vậy nè. Bây giờ đó mình lấy ra 10.000 gửi về cho má, cất lại căn nhà của mình đó, nó dột hết rồi. Còn lại bao nhiêu thì má lo xây mộ cho ba. Anh hai tính sao? Còn một phần nữa em nghĩ là em thấy hoàn cảnh của cháu Ti, em cũng tội nghiệp. Bây giờ nếu mà cháu ra bệnh viện rồi mà không có mẹ một bên, không biết cháu có bình phục hay không. Nhưng mà mai mốt đây em còn phải lấy chồng đẻ con nữa chứ. Ô, cái chuyện đó sau này hãy tính, bây giờ lo cái chuyện này nè. Thôi, bay lớn rồi,
Chuyện gì đó tùy bay quyết định đi. Anh hai, anh hai bằng lòng hết anh hai. Ông Tuấn. Dạ. Anh hai tôi bằng lòng rồi. Vậy à? Dạ, cảm ơn ông hai. Dạ, cảm ơn cô Út nhiều lắm. Anh hai à, em quên nữa. À, má mới gửi mứt sen qua ngon lắm. Để em lấy đãi khách nghe anh hai hả? Tội nghiệp nhỏ. Dạ, tôi xin hứa với ông hai là tôi sẽ làm bất cứ điều gì để lo cho cô Út. Không bao giờ để cho cô Út phải... Gì Út? Ông Tuấn à, dạ. Tôi quên hỏi ông, tôi có phải ngủ chung với ông không? Có phải không? Dạ, không đâu. Tôi không phải là hạng người lợi dụng. Với lại từ khi vợ tôi có tình mới bỏ đi, lòng tôi kể như nguội lạnh lắm rồi. Tôi cũng hy vọng ông nguội luôn đi. Đừng nắm bắt tử cái làm em gái tôi nó khổ. Anh này kỳ quá à. Mày thiệt là. Bữa nay tôi đưa cô Út đi phố có hai mục đích. Mục đích thứ nhất á, là mua các thứ mà trước đây vợ tôi hay thường dùng. Ông phải chọn giùm cho tôi, chứ tôi đâu có biết vợ ông dùng cái gì. Đúng, tôi sẽ chọn giùm cho cô. Còn mục đích thứ hai? Nhân dịp này thử cái tài đóng kịch của cô và tôi, xem thiên hạ có lầm hai đứa mình là vợ chồng không nha. Thưa ông cần mua gì? Tôi muốn chọn ít son phấn. Yeah, hèn chi thấy mặt của ông quen quen. Ủa, sao tôi mua son phấn mà cô lại thấy quen quen? Thì ra ông là nghệ sĩ sân khấu, mua son phấn để thoa mật diễn tuồng. Ai nói với cô tôi mua son phấn để diễn tuồng? Nhớ ông là Bảo Liêm Dân Sơn. Nhớ ông rồi, ông là Thuệ Tân. Hả? Ai? Ủa, không phải hả? Hay ông là Hùng Cường? Cái gì? Mà ai nói với cô là tôi mua son phấn để diễn tuồng? Vậy chẳng lẽ ông mua son phấn cho phụ nữ? Đúng, tôi mua cho bà xã tôi. Cái gì? Ông mua son phấn cho bà xã? Tôi mua cho bà xã tôi đó. Không thấy bà xã tôi đó sao? Không phải là bà xã của ông đâu. Ủa, sao cô biết? Hay là cô có quen? Nè, tôi không có quen với cổ, nhưng chắc chắn cổ không phải là vợ của ông. Em, lại đây cho cô biết em là ai. Thôi đừng có làm phiền cổ, bây giờ có đem hồn thú ra tôi cũng không có tin đâu. Lại đây đi cô Út. Ủa má nó. Thấy chưa, ông bị hố rồi. Ông mới nói chữ cô Út đó. Trời ơi, quá đi. Bị tổ trác rồi, cười với cổ đi, còn cãi làm gì nữa. Nhưng mà tôi tức lắm, tại làm sao cô biết được? Dễ lắm, trong lịch sử phụ nữ của chúng tôi không có bà vợ nào ngu vậy. Đến nỗi để ông chồng mua son phấn đâu. Xin lỗi, ông cần mua gì? Tôi muốn chọn mua ít quần áo. Không có. Hả? Ngoài kia đầy bán quần áo, trong này trưng quần áo, mà nó không có là sao? Dạ, ở đây chỉ có toàn đồ phụ nữ chứ không có đồ đàn ông. Mà ai nói với cô là tôi mua đồ đàn ông? Ủa? Vậy ông mua quần áo đàn bà hả? Rồi sao? Mấy ông tính tung ra thời trang mới phải không? Rồi sao? Tôi biết rồi, mấy ông đã bắt chước phụ nữ chúng tôi là đeo bông tai, để tóc dài, cột đuôi gà,
Rồi bây giờ tính mặc quần áo của đàn bà nữa phải không? Mà ai nói với cô là tôi mua đồ cho tôi? Tôi mua đồ cho bà xã tôi đằng kia kìa. Cái bà để mắt kiến đằng kia đó hả? À. Thì ra là... Là sao? Hay là cô cũng không tin đó là bà xã của tôi? À, vô duyên chưa. Bà xã của ông mà lại do chính miệng ông giới thiệu. Tại sao tôi lại không tin? Ờ, à, phải vậy chứ. Dạ, chào bà. Bà cần mua quần áo hả? Cái này không đẹp bằng mấy cái trong kia. Để tôi đưa bà vô trong coi. Bà đi theo tôi nè. Đó, qua bên trái một chút, qua bên phải một chút. Có chừng dấp té nha bà. Ê, 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 cô làm gì như là vợ tôi đuôi vậy? Chứ bà không đuôi hả? Trời đất ơi, con nghĩ sao có nói vợ tôi đuôi? Tôi nói thiệt với ông nghe, tôi đứng bán hàng ở đây đã là gần một chục năm rồi đó. Chưa có một người đàn bà nào không đuôi mà lại điên khùng nhờ đàn ông đi lựa quần áo giùm hết á. Trời đất ơi, cười chế nhạo nữa chứ. Ê dạ, dạ, trung bánh, ê dạ, khách sọp rồi dạ, ê dạ, dạ, trung bánh rồi, bữa nay trung bánh rồi, ê dạ, kiểu này tối nay có tiền đi bicycle đó. Cái mối này ngon lành nha, bảo đảm chắc ăn nhiều bắp. Kìa, có thầy bói kìa, cô thử xem thầy một quẻ coi. Tôi không coi bói đâu. Nhưng mà vợ tôi nó thích coi bói lắm, có tập thử cho quen chứ. Nè, hai đứa mình cố làm sao đánh lừa ông thầy tin hai đứa mình là vợ chồng đó nghe. Là yên chí. Dạ, thưa thầy, bói dùng cho bà xã tôi một quẻ. Nè, ông đừng lấy vẻ thương mà che mắt thánh nghe không? Hả? Ông đâu phải là chồng của cô này. Ủa, sao thầy biết? Thầy gieo quẻ nào mà hay quá vậy? Quẻ cái con khỉ. Đàn ông như tụi mình à, có bao giờ dẫn vợ để coi bói chung đâu. À vậy thì bây giờ nhờ thầy bói dùng cho bà xã tôi. Ủa quên, bà cô này quẻ coi. Rồi, bên đây. Ủa, thầy, sao tôi bói bài mà thầy chia bài? Ý trời ơi, tôi tưởng là tôi đang ở bà xì cờ chứ. Thầy cô ơi, thua quá rồi. Mỗi lần bắt bài lên, lúc nào tôi cũng thấy nát thì. Nói thật với thầy cô nghe, ban ngày thì tôi đi bói bài, còn ban đêm thì tôi đi đánh bài. Tôi thường chơi sập xám nên hơi méo mó. Hễ thấy thầy đắt tiền là tôi chia liền. Rồi, để tôi nghiêm chỉnh nè, bói cho ông bà một quẻ nha. Một từ một thôi, 13 lá. Ê, bài tốt quá ha. Nói về phúc lộc á, số 1. Đó, thầy nói bài tốt đó, em nghe không? Thầy, bài tốt sao vậy thầy? Rồi, xám chi, thuận tù lỡ. Ôi, đồ thầy bói dỗm. Ta bói bài mà nó toàn danh từ sập xám không à. Thôi đi. Ê, rồi, lấy tiền đi. Trời ơi, coi như là bầu binh. Ở đây nhân viên làm việc dưới quyền tôi nhiều lắm. Ông thấy tôi thế nào? Cũng được lắm. Không phải, tôi định hỏi ông là tôi có giống vợ ông không?
Tôi sợ có khi là tôi cũng phải lầm nữa đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất bữa nay đó là tôi muốn cô Út gặp hết tất cả nhân viên của tôi ở đây. Làm sao phải nhận diện được rõ từng người, những người mà tôi đã đưa hình cho cô Út coi đêm hôm qua. Ông yên chí đi, tôi đã coi rõ từng hình và từng người. Tôi nghĩ chắc chắn tôi không quên đâu. Xoài tốt trái quá. Cái dải này là bonsai. Đó. Còn bên kia? Đó là lan rừng. Bên này là bonsai Nhật Bản. Loại bonsai này khách chịu mua lắm đó cô Út à. Bà chủ mới về. Dạ, chào ông hai. Dạ tôi là bà xã tôi muốn nhờ chú kêu ông hai vô cho bà gặp. Được à. Ủa, ông hai hả? Sao giống chú Sáu á, lộn đi. Trời ơi, cô Út đừng có lộn vậy chết tôi. Đi vô trong kia nữa là cô sẽ thấy toàn là trái cây không? Dạ. Dạ, chào bà chủ, chào ông chủ. Dạ, chào ông hai. Không phải. Dạ chào chú Sáu. Ý, lộn nữa. Trời ơi. Nè, biểu kêu chú hai vô đây trình diện. Mà sao cứ lộn hoài vậy? Đi đi. Nè, cái này là chú Tám. Hình giống nhau quá, lộn nữa, lộn hoài. Trời ơi. Trời ơi, sao cô Út cứ lộn hoài vậy chết tôi làm sao? Kỳ quá à, tôi coi kỹ rồi đó chứ. Mà mấy cái hình đó sao người nào cũng giống nhau hết á, thành lộn. Dạ chào ông. Ông hai khỏe không? Dạ chào ông hai. Chào bà. Dạ mời ông hai ngồi chơi. Ngồi chơi? Ngồi ở đâu? Không lẽ ngồi dưới đất? Dạ tôi đang làm việc mà. Thưa bà chủ, gọi tôi có chuyện gì không? Gọi anh chi? Tôi đâu có gọi. Ủa, sao thằng Sáu, thằng Tám, hai thằng mắc dịch đó nói bà chủ cần tôi gấp? Bà xã tôi muốn mời ông hai để nói chuyện ấy mà. Chuyện gì? Chuyện vàng tối hôm qua đó. Vợ chồng tôi định mời ông hai lên để tăng lương đó mà. Tăng lương? Tăng lương? Dạ, tăng lương 100 tháng. Trời ơi. Tăng lương. Dạ, cảm ơn ông bà chủ. Chết rồi. Bà chủ à. Bà chủ à. Trời ơi, tụi tôi làm việc ngoài vườn cực khổ quá mà, còn ông hai ông có làm gì đâu. Trời ơi, tụi tôi làm việc ngoài vườn cực khổ quá mà. Bà chủ không có chịu lên lương. Ông hai đâu làm gì nặng nhọc đâu, bà lên lương cho ổng, không lên lương cho tụi tôi. Xin bà chủ xét lại. Hai chú cũng được tăng lương 100 tháng nha bà chủ. 200 một tháng. 200? 200? Ê dạ, đã quá. Vậy còn đợi gì nữa mà tụi bay không hoa hôn bà chủ? Bà chủ, hoa hôn bà chủ. Oh my god. Ở đây vui quá. Vui, gần sập tiệm mà vui. À,
xe đây. Xuống. Tập hợp cho ông nội, ông ngoại với điểm danh. Xuống. Mẹ xuống. Ôi, thôi. Đi xuống. Mấy con tập hợp cho ông ngoại điểm danh. Mấy đứa mày đâu lại tập hợp đây cho ông ngoại điểm danh? Lại lên đi, mau mau còn vô trong nhà nữa. Mau lẹ lên đi, con chạy vô cho ông ngoại điểm danh. Rồi coi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa bọn đứa nó đâu rồi? Con Trúc đâu rồi? Em bé lộ phía sau. Nỡ nào quên cục vàng y của tôi vậy nè. Dạ, thưa chú Bảy, mạnh khỏe. Khỏe, cảm ơn. Được tin tụi mày điện thoại qua nói là công ty sắp xuất viện. Tao thu xếp qua liền. Còn chồng của con Năm này nó kẹt qua không có được. Ủa còn chị Quyên đâu anh Tuấn? Bà kẹt trong bếp ra tới giờ. Thôi để mời chú Bảy gì lại con Năm vô. Rồi mình đi vô đi. Chạy vô mấy nhỏ, chạy vô nào. Để đứa chạy vô nhà lẹ đi. Bé thức dậy rồi. Chào chú Bảy. Hồi nãy mày bắt tay tao rồi, bây giờ mày lại bắt tay tao nữa. Dạ chào chú Bảy. Dạ chào cô. Cô Năm mạnh khỏe. Dạ chào cô Năm. Tao nói nha, thằng chồng của tụi bay đó nó mừng quá đi, cho nên nó bắt tay thế cho bay luôn. Chị Quyên, lúc này chị đổi kiểu tóc đó, coi chị trẻ hẳn ra vậy đó. Ồ, Quyên nào? Tôi hả? Hôm nào đều có một kiểu này không mà. Mà má nó quên. Em có nhớ hồi trước em để tóc ngắn cả bồn không? Anh không chịu em biểu đi đổi là cái kiểu khác là kiểu này đó, nhớ không? Anh nhớ rồi. Mới đổi. Chị Quyên, mà lúc này chị cũng hơi ốm đó nghe. Ốm hả? Đâu có. Không. Hồi nào vừa công cũng vậy hả? Có ốm mà chặt bà này sai quên quá. Ngày nào anh cũng biểu đi spa rồi exercise rồi còn đúng rồi, đi spa exercise giữ eo. Ốm đó à? Quên. Dạ thôi đủ rồi, đừng có bắt tay nữa, để tao đi vô. Dạ à. Mời chú Bảy nha. Vô Năm.
Con khỏe không? À, chú Bảy à? Hả? Giờ đầu ra trển cái lễ Halloween có tổ chức có vui không hả chú Bảy? À, thì cũng vui. Cảm ơn con. À. Tất cả sắp hàng ăn sáng. Trương liền. Ready, eat. Ăn đi mấy con. Chấm vô. Ăn đi, giỏi, giỏi lắm. Bánh mì có trứng chiên nè các bộ. Mình lớn rồi mình sợ trứng. Mấy đứa nhỏ nó khoái trứng. Ăn đi con. Ăn đi, giỏi. Chấm. Không ngờ cô Năm huấn luyện hay quá chừng vậy đó. Giống y như là nhà binh. Phải vậy đó cháu à. Răm rách, một là một, hai là hai. Chứ không tụi nó leo lên cổ nó ngồi đó cháu à. Lơ mơ là chết với bà đó. Con à, nước cam này mày bẻ ngoài giường đó. Ngọt lắm không có bỏ đường. Con uống đi cho nó khỏe. Con cũng uống. Cảm ơn mẹ. Để có đây. Ăn xong giải tán. Yes ma'am. Ok con đi chơi đi con. Coi chừng té đó. Trời ơi, bữa nay mà có dượng năm nữa thì nó vui biết bao nhiêu. Hay à, nó làm overtime tối chết luôn. Vậy à. Tao nói cái đoàn tàu bảy đứa đây, nội tả với sữa đủ mạc luôn. Vậy mà nó có chịu định chiến đâu. Con còn tính thừa thắng xong lên làm đủ chục đó ba. Đó, thấy chưa. Vậy là chị sắp đoạt huy chương vàng về sản xuất rồi đó. Tao còn nhớ cái ngày nào mà tụi bay đặt nó là con Năm bái bài. Nó bái bài hết cái ông này, rồi nó lại bái bài cái ông khác. Vậy mà chừng nó gặp cái thằng này, nó lại chịu phép. Nó sản xuất nông xì tốt. Thì cũng tại ba với ảnh. Ba làm sao? Ba thì than buồn, muốn cho có nhiều cháu ngoại để vui nhà vui cửa. Còn ảnh thì ham con, có chịu kiên cử gì đâu. Tôi nói thiệt nha, ổng mà đi đụng cái chân giường thì tôi cũng có bầu. Tao với thằng chồng của mày đó, vô nhà thương nuôi đẻ riết, mấy cái cô y tá trong nhà thương quen mặt hết trơn. Ba ơi ba. Gì? Chưa nghe tiếng khóc gì hết ba ơi. Nè 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 nè. Gì ba? Mày làm gì như gà mất đẻ với mày? Gà nào đẻ? Vợ con đẻ kìa. Cái thằng này thiệt. Cô ơi cô, vợ em nó đẻ, đẻ chưa cô? Dạ rồi. Đẻ rồi hả? Dạ. Con trai con gái? Dạ con gái. Con gái? Ba ơi ba, ba gì, đẻ gì? Rồi, đẻ rồi, đẻ rồi. Đẻ rồi hả? Con gái, con gái. Con gái hả? Đâu, 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 đi, đi, coi. Đem sữa cho nó bú. Chào cô. Sao thấy ông quen quen vậy? Dạ thì mới năm rồi vợ tôi đẻ con gái đó. Năm nay con trai con gái cô? Dạ cũng con gái. Con gái nữa hả? Dạ. Thằng Năm kiếm đứa con trai. Ba ơi ba. Ba đẻ rồi. Đẻ con rồi. Gái con gái. Con gái hả? Thăm em lên. Cũng đi, được đi, cũng được. Đi. Dạ chào cậu. Dạ thưa cô, vợ em đẻ chưa cô? Dạ đẻ xong rồi cậu à. Đẻ rồi hả? Dạ thưa con trai con gái gì cô? Dạ thưa con gái. Dạ con. Con gái. Con gái. Cảm ơn cô. Dạ. Chị ơi, vợ em sanh chưa chị? Dạ sanh rồi. Trai hay gái vậy chị? Con gái. À, vợ ngồi sanh chưa Mui? Đẻ rồi. Trai hay gái? Con gái ạ. Hay là sảy ngồi rồi. À, dạ chào. Excuse me. Hi. My wife name is Mrs. Five.
and she got pregnant, you know. Today she make a baby come out. It's a boy or girl? Oh, it's a girl. It's a girl. It's good. Thank you. Thank you. Đi đâu đó? Vô coi vợ con đẻ chưa. Mày ngồi xuống đây đi. 6 lần rồi, lần nào cũng con gái hết. Lần này để tao đi hỏi. Dạ. Ba ơi ba. Cái gì? Ba ráng hỏi giùm con trai nghe ba. Được rồi, yên trí đi. Nam à, có tên mừng rồi. Gì ba? Nói sang con trai. Con trai hả? Đúng vậy đó. Đại quá. Tính 7 tháng nữa tôi sẽ tặng cho ông xã tôi đứa thứ 8. Nè, tao nói thiệt tụi bay đó nghe. Tao già từng tuổi này đó mà vẫn còn khỏe mạnh vui tươi á. Cũng nhờ cái đám bầy trẻ đó đó. Suốt ngày tao cứ đùa giỡn với tụi nó. Nè, mà anh chị có biết không, đặc biệt là tụi nhỏ nó nói tiếng Việt một cây. Đúng. Biết không, nhất là con Trang đây nè. Ở nhà nó là một đứa thông minh nhất. Tao nói ca dao tục ngữ nó rành 6 câu à. Trang à, con vô đây biểu diễn đi con. Đi, vô đây. Yes sir. Tối nay chị đi kể chuyện Snow White cho em, ok? Ok, I promise. Ông ngoại phải giết thiệu con. Ôi. Dễ thương à. Bây giờ ông ngoại giới thiệu nghe. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu, đây là thằng đồng Diễm Trang. Cháu ông là số 1 mà. Con trai ơi đuôi thái sơn, nghĩa mẹ do nước trong buồn trái ra. Một lòng thờ mẹ chính cha, cho chồng chữ hiếu mới là đạo con. Nè, mai mốt mẹ đẻ em bé giống như vậy cho con nha. Nên lắm. Từ ngày ở bệnh viện về, mình được mẹ thương yêu chiều chuộng hơn xưa rất nhiều. Có lẽ mẹ thấy mình còn yếu. Ba thì ở nhà làm việc, cho nên mẹ đã thay thế ba đưa mình đi chơi khắp mọi nơi. Tối nào ba mẹ cũng vô phòng của mình, đắp chăn cho mình, rồi còn hôn mình nữa. Thương ba mẹ quá đi.
Hai ba đêm nay mình tình cờ đi ngang qua phòng của bà vú giữ mình ngày trước, thì thấy đèn mở, hình như là mẹ ở trong đó. Sao lạ vậy? Mình phải tìm hiểu mới được. Mẹ, mẹ, ủa mẹ làm gì trong phòng vậy? À, ba ngủ rồi, mẹ dọn cái phòng cho bà vú mới của con. Ờ, vậy để tôi phụ mẹ, ok. À, mẹ. Ờ không, mẹ đang sửa soạn cái phòng cho bà vú mới của con. Mẹ, mẹ giận ba phải không? Đâu có, ba của con thương và chiều mẹ lắm. Con gái của mẹ đừng có lo. Nếu vậy thì con yêu cầu mẹ về phòng ngủ với ba, ok? Right now. Nếu không thì con ở đây tới sáng luôn. À, được rồi, thôi để mẹ đi. Mẹ đem gói đi đâu vậy? Ý quên. Con đi về phòng ngủ đi con. Mẹ đi vô phòng ngủ với ba đi rồi con mới đi. À. Good night. Good night. Good night. Con Ti nó ở ngoài kìa, đừng có nói lớn. Ti tình cờ thấy tôi trong phòng của bà vú nên cháu không chịu về ngủ, bắt tôi phải vô phòng của ông. Ủa, rồi nó có nghi ngờ và hỏi gì không? Cháu hỏi tôi tại sao ở trong phòng của bà vú hoài. Tôi có cắt nghĩa nguyên do rồi, nhưng mà cháu không có chịu, bắt buộc tôi phải vô phòng của ông để ngủ. Vậy à? Vậy thì đây, cô lên đây nằm, tôi xuống dưới. Nè nè nè, ông tôi cứ nằm trên giường đi, không sao ông đâu. Ông nằm ở trên đi, tôi nằm dưới thảm mà. Cô Út, không, nghe lời thôi, tôi ở dưới này hả? Lên đây. Thôi, không được mà, cứ để tôi nằm dưới đó. Đi. Tì. Đấy hả? Vậy thôi hả? Sao nó lãng ồ vậy nè trời ơi. Thank you.
của anh tiến bộ quá ha. Anh đến hồi nào vậy? Anh đến từ đầu bài ca. Nè, cành hoa lan này tặng cho cô học trò đẹp, thông minh và tiến bộ của thầy. Cảm ơn. Ngồi gần như vậy rủi hai bác thấy, anh sợ bị mất chớp đó. Không sao đâu, em có xin phép ba mẹ rồi. Ba mẹ vui lắm, nhất là mẹ. Mẹ nói bớt cô đơn sẽ mau lành bệnh hơn. Thi, I love you. Em thua hết rồi. Bây giờ anh đưa thêm em đi. Em qua casino khác em gỡ chứ. Quyên à, hôm qua em đã thua hơn 100.000 rồi. Hôm nay nè, mới đi có 2 cái casino thôi, chưa tới 1 tiếng đồng hồ mà em đã thua hết 50.000 rồi. Bây giờ làm sao anh có tiền để đưa cho em? Đánh bài thua thì thôi, xui chứ bộ, đánh bài ai không muốn thắng. Em à, nếu mà xui quá thì em nghỉ chơi đi, rồi khi khác mình sẽ trở lại để mình gỡ. Anh đã hứa rồi, anh nói lúc nào cần tiền anh cũng đưa. Bây giờ anh bảo là tháng sau. Em nói cho anh biết nha, anh đi tìm cái con nhà quê nhà mùa đó mà anh nói như vậy. Còn em hả, phải có tiền ngay cho em để em gỡ, còn nếu không hả, coi như chúng ta chấm dứt. Quyên, đừng đi. Buông tôi ra. Nghe nói nè. Buông tôi ra, tôi không cần nghe anh nói gì nữa cả. Anh hết tiền rồi anh còn nói gì nữa. Tôi cho anh biết, tôi sẽ trở về chồng cũ của tôi. Bây giờ anh giàu có lắm, tôi muốn gì cũng được hết. Tôi với anh kể như chấm dứt. Chào anh. Quyên, Quyên. Thưa bà, tìm ai? Tôi muốn tìm cô Lê Thị Út, quê quán ở Cần Thơ, vượt biên qua Mỹ với anh ruột là Lê Văn Hai. Hiện thời bây giờ là vợ hờ của ông Tuấn, chủ nhà này, để kiếm tiền đồ Nhật. Đủ chưa? Sao bà biết rõ về tôi quá vậy? Phải biết rõ lai lịch kẻ gian trước khi mình phô bày trước công chúng chứ. Bà là bà Tuấn. Rồi sao? Ông Tuấn có bảo là bà là đã ly dị, đã có tình nhân mới và đã chia của. Việc đó không ăn nhập gì đến cô. Ông Tuấn đã chi cho cô bao nhiêu? Chắc khẩm ha. Thưa bà, tôi không chối là tôi đã nhận được sự hảo tâm của ông Tuấn. Nhưng khi tôi nhận lời, tôi cũng muốn làm một việc mà tôi thích. Đó là an ủi cháu Ti khi cháu được xuất viện. Ban đầu tôi chỉ tưởng tôi phải diễn một vai trò, nhưng đến một lúc khi thấy cháu Ti gọi tôi bằng mẹ, tình cảm tôi bỗng rạc rào. Và tôi đã thương cháu như là con ruột của mình. Tôi tận tình săn sóc cho cháu, tôi thương yêu cháu. Và ngược lại, cháu cũng thương tôi như là mẹ ruột. Hai chúng tôi có tình cảm như sẵn có từ lâu, không ai có thể dứt được. Không ngờ hôm nay, không ngờ hôm nay tôi đến đây để phá công cuộc làm ăn đang phát đạt của cô chứ gì. Ông Tuấn á, ông gian mà ông có ngoan. Ông thừa hiểu rằng
con Ti. Con gái của tôi năm nay nó đã trên 17 tuổi rồi. Nó thừa sức thông minh để hiểu rằng cô không phải là mẹ ruột của nó. Cô hiểu chưa? Dù cho cô có trổ hết cái tài đóng kịch, thương dai khóc mướn, thì con Ti nó cũng đâu có phải là máu mủ ruột thịt gì của cô đâu. Mà cô bày đặt khóc lóc thảm thương vậy cô. Cô kia, cô có hiểu những điều tôi nói hay không? Sao cô không chịu đứng trước kính soi mình để xem cái dáng dấp quê mùa thô kệch của một con đàn bà chưa từng làm quen với phong lưu giàu sang phú quý mà đã vội nhận lời đóng vai mệnh phụ. Chưa sạch nước phèn đâu cưng à. Cái thứ của cô á, đứng nấu bếp cho tôi á, chưa chắc gì tôi đã nhận. Đừng nói chi làm vợ của chồng tôi, và nhất là mẹ của con tôi. Muốn được thiên hạ lầm cô là bà Tuấn, cô còn phải học lâu lắm cô Út à. Mà cô cũng chẳng còn thời giờ để học nữa. Vì bằng mọi cách tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà này lập tức. Thưa bà, tôi nghĩ bà mạt sát tôi như thế này đã khá đủ rồi. Đủ để một người có liêm sĩ bước ra khỏi nhà này lập tức. Đứng ở cương vị một bà mẹ yêu chồng, thương con, những lời bà nói vừa rồi quá đúng. Nhưng một người đàn bà đã ngoại tình, bỏ chồng, quên con, trân tráo đến tòa nộp đơn ly dị, chia của, thì tôi đã nói chuyện đó không ăn nhập gì đến cô. Thưa bà, có chứ. Vì sự thiếu vắng của bà mà tôi có mặt ở đây. Tuy nhiên, vì bà muốn thì tôi phải ra đi. Chỉ xin bà cho tôi gửi lời chào ông Tuấn. Tôi gọi ông vì tôi không phải là nhân tình của ông. Và cháu Ti, tôi gọi là cháu vì nó không phải là con của tôi. Mặc dù tôi đã săn sóc và thương yêu nó như là con ruột của tôi. Trời ơi, cảm động quá, làm tôi cũng muốn khóc. Hèn chi ông Tuấn. Đó, chồng cô về đó. Con Ti đâu? Có chuyện gì hả cô Út? Ở ngoài giường. Ghê chưa? Có mới thì nới cũ. Mà cũng phải, một ông chủ vườn cây ăn trái mà cặp với một con nhà quê như vậy đó thì cũng xứng lứa vừa đôi lắm chứ. Bà về đây để làm gì? Tôi về tôi thăm con tim chút không được sao? Mà thật ra tôi cũng cần một ít tiền. Nghe nói Du lúc này làm ăn vườn trái cây khá lắm phải không? Chia chút tiền xài đi. Bà đã ra tòa xin ly dị
bà đã có tình mới. Tôi được quyền nuôi con tôi chứ. Xin bà để cho tôi yên ổn. Muốn được yên ổn thì biết điều một chút xíu đi, ok? Tôi cần tiền, chia bớt một chút đi. Có tiền á, con này vọt liền, không thèm nấn ná ở đây đâu. Không á hả, tôi sẽ cho con tiên nó biết là ông đang dùng có con nhà quê chưa sạch vứt phèn này để lường gạt nó. Đừng, tôi xin bà, con tiên nó vừa trở lại bình thường, nó đang yêu đời và vui vẻ. Bà đừng giết chết niềm hy vọng của con. Đời tôi chỉ còn có mình nó thôi. Thôi đừng có nói nhiều, có chịu chi hay không? Nếu không á hả, tôi sẽ đứng giữa nhà tôi la lớn lên cho công ty nó biết tôi là mẹ ruột của nó. Còn cái thứ này là đồ giả mạo. Thôi được, tôi sẽ đưa tiền cho bà. Không. Bà, con đã nghe rõ hết rồi. Ti, mẹ đi. Ti, người ta đã giả mạo mẹ, ba con đã lừa dối con. Mẹ mới chính là mẹ thật của con. Mẹ nói mẹ là mẹ ruột của con, mẹ đã sanh ra con. Nhưng đây, ba và dì Út là những người tận tình thương yêu và săn sóc cho con trong những ngày con bệnh nặng. Con nói cái gì vậy? Dì Út đỡ thương chiều và săn sóc cho con như một người mẹ. Thật sự, con mẹ. Ti, họ đang lừa gạt con. Không, họ không có lừa gạt con. Ba và dì Út đã cứu đời con. Ngày xuất viện mẹ đã bỏ con rồi, bỏ ba, chạy theo tình mới. Ba con đã thừa biết, nếu con không có người mẹ thì con làm sao có thể sống tới hôm nay. Ti, con nghe mẹ nói đi. Con hiểu mẹ muốn nói gì. Xin mẹ cho con ở đây với bà, với Diệu. Con vẫn là con của mẹ, con vẫn kính yêu mẹ. Nếu con thương con, xin mẹ thỉnh thoảng ghé về đây thăm con. Xin mẹ cho con ở đây. Con muốn sống với một cái vợ thân thương tình nghĩa còn hơn những cái thật mà hời hợt lạnh lùng. Xin mẹ cho con ở đây. Mẹ, con. Vậy là mày đã yêu anh chàng Sơn, ông thầy dạy học của mày sao? Không biết nữa, nhưng mà mỗi lần anh tới sớm thì mừng lắm, nhưng mà anh tới trễ thì buồn muốn khóc luôn vậy đó. Tình yêu mà mày khóc trước là mày thua đó. Vậy làm sao? Cứ tỉnh bơ, cười đi, coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Mà nó có tới sớm mày cũng không được mừng nha. Đó là lúc mình chưa yêu. Còn bây giờ? Trời ơi, yêu thì mày phải biết đóng kịch. Mày cứ tỉnh bơ thì nó phải thắc mắc, thắc mắc thì nó phải nghĩ đến mình 24/24. Là mình thắng. Bắt được cá bỏ vô nồi kho. Vậy là mình chinh phục con trai, đâu phải con trai chinh phục mình đâu. Đúng, ta đã nói là lớp mà. Mày phải làm chủ. Mày khôn mày phải theo bà. Nếu mày lộn xộn bà vứt ra ngoài đồng đấy. Sao cười mày? Dữ như bà chằn vậy ai mà dám yêu. Đúng,
mày phải giữ nó mới ngán chứ. Chứ còn Hiền hả, từ chết đến bị thương á, no way man. Mày thấy thằng Hiền bộ tao không? Đẹp trai nè, học giỏi nè, con nhà giàu nè. Mà tao sợ tao muốn chết luôn á. Dù còn dạy cái gì nữa hay không đi, khi bạn trai rủ mày đi cine, mày không thích thì nói không, còn thích. Nói thích? Không, con gái không được nói thích. Mày phải làm bộ trả lời. Nếu anh muốn, mày phải ống a, ống ẹo, để cho nó năn nỉ. Nhớ nghe mày. Nếu anh muốn. À đúng đó, mày cứ làm tới cho tao. Nếu anh hỏi tao em có yêu anh không, thì tao phải trả lời làm sao? Dễ thôi, chuyện nhỏ mà. Mày cứ giả bộ mày làm duyên. Chuyện đó em chưa trả lời được. Ê, thằng Sơn tới rồi kìa mày. Nè, nhớ phải thuộc bài tao dạy nha. Tao đi trốn á. Hai Ti. Nếu anh muốn. Anh đâu có muốn gì đâu. Anh chỉ muốn xin lỗi Ti. Anh đến trễ 10 phút. Nếu anh muốn. Hả? Hôm nay Ti đẹp quá. I love you. Nếu anh muốn. Hả? Thôi mà, anh đâu có muốn gì đâu. Không muốn gì? Có. Anh muốn hỏi Ti, Ti có yêu anh không? Chưa có trả lời được. Vậy anh chờ tới bao giờ? Chờ bắt cá bỏ vô nồi kho. Hả? Ti nói gì anh không hiểu. Anh chỉ muốn hỏi chờ bao lâu anh mới cưới được em. Đám cưới? Ti phải về hỏi ba má của Ti. Hả? Ti bằng lòng rồi hả? Đến về thưa ba má anh nha. Khoan. Anh đòi cưới em, nhưng có nghĩ tới chuyện em ngồi xe lăn hay không? Anh sẽ rước dâu bằng xe lăn, kết đầy qua. You guys are so funny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to thee. Hay quá, hay quá. Nó lucky quá ha ba ha. Nó lucky thiệt á. Tao vui quá đi. Wow. Con chờ ăn. Đó. Sao mà cắt mau mau đi. Đó, bây giờ nó bận. Mau mau đi. Cả nhà cũng học vui vẻ thiệt á. Đúng rồi. Bánh đẹp quá. Chiều nay đó còn buổi tiệc nữa anh. Vui rồi, vui rồi, thiệt là vui. Này vợ Tuấn à. Không biết cái bánh này đặt ở đâu mà tao ăn xong tao thấy ngon quá đi ha. Dạ, ở tiệm bánh Ven đó chú Bảy. Ở tiệm bánh Ven à? Dạ, tiệm bánh ngon nhất của Orange County này đó. Vậy hả? Rất là hợp khẩu vị của con đó ba. Lại con mày nữa. Cô Năm thích ăn bánh ngọt. Con gái của mẹ đó hôm nay đẹp như thiên thần vậy đó. Phải cô Sơn? Dạ đúng, đẹp, dễ thương và rất thông minh nữa. Sao con, vui không? Cảm ơn ba. Anh. Anh à, anh ở đây phụ với con lo tiếp khách giùm em nha. Em phải xuống dưới bếp để lo thức ăn nữa. Còn đồ ăn mê mê ở trong á, anh nhớ chiều nay mình còn có khách không nữa. Không được chứ. Đâu, em ăn bận về xuống dưới dơ hết. Không ở có dưới sao đã có mà dưới của Ti lo rồi, đừng có lo. Không, anh đừng có lo. Em lo dưới bếp nhưng mà em còn phải ra phòng khách nữa. Chiều nay một số khách đông lắm, anh nhớ chưa? Thôi ở đây lo giùm em đi. Ôi chứ còn thiệt anh nhà khó lắm. Thật ra tới nhà là lần có chó sủa thì thôi. Em ăn quá vậy anh biết không? Tôi gõ cửa, gõ cửa xong bấm đi hả? Quyên. Hả? Quyên. Quyên nào?
Em đừng có đóng kịch nha. Tôi không phải là Quyên. Quyên, em đừng có làm tôi điên lên. Em thừa biết tánh của tôi rồi mà. À, đúng, tôi là Quyên. Nhưng ở đây mọi người gọi tôi là bà Tuấn, nên tôi quên cái tên thời con gái của tôi. Không bà Tuấn gì hết. Em là Quyên, Quyên của anh. Quyên, đứng lại. Ông là ai? Em còn làm mặt lạ với anh hả? Hả? Ông, tôi chưa hề biết ông. Mới về lại với chồng mà em đã thay đổi quá nhiều. Nhưng chắc chắn là trong trí nhớ của em không thể nào quên được anh, người mà em đã bỏ chồng con, sống bên nhau một thời gian rất hạnh phúc. Tôi là bà Tuấn chứ không phải là Quyên. Cô nói cái gì kỳ lạ vậy? Tôi sai chứ cô không có sai. Tôi buồn vì cô bỏ tôi, tôi mới sai như vậy. Cô đúng kịch giỏi quá. Trời ơi, tôi nói sao để cho ông hiểu tôi bây giờ? Không cần hiểu, anh không thể sống thiếu em được. Ông nói vậy nghĩa là hãy trốn trở về với anh. Buông tôi ra, tôi không đi đâu cả. Quyên, em đừng có nhẫn tâm như vậy. Anh yêu em mà. Buông tôi ra, tôi không yêu ông. Mẹ đi đâu nãy giờ lâu quá vậy? Em muốn đi kiếm mẹ. À. Quyên, em đừng có nhẫn tâm với tôi. Tôi thà giết anh chết chứ tôi không thể sống thiếu em được. Đi theo tôi. Mẹ. Tôi giết em. Mẹ. Rồi.